Ban biên tập xin được gửi đến lời chào và lời chúc sức khỏe để quý vị khán giả đã luôn quan tâm, đồng hành cùng tin tức 24 giờ. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Vừa đăng sau khi chưa lâu, IT Nhâm Hoàng Khang lại tiếp tục có màn quay xe, khẳng định tất cả chỉ là trò đùa. Gã đàn ông xâm hại bé gái 14 tuổi sống lang thang dù cho 500.000 đồng. Đắk Nông phạt công ty kinh doanh dược phẩm trái phép 154 triệu đồng. Sửa quyết định tự thăng quân hàm cho mình, thanh niên bị phạt 5 triệu đồng. Bắt hai đối tượng giao bán xe máy trên mạng, lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Để mất hơn 49 mét khối gỗ, hai nhân viên bảo vệ rừng bị khởi tố. Italy sẽ bắt buộc sử dụng thẻ xanh COVID-19. Israel và EU công nhận kết quả tiêu vaccine của nhau. Indonesia tìm thấy hộp đen và thi thể phi hành đoàn máy bay rơi ở Papua. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Vừa đăng sau khi chưa lâu, IT Nhâm Hoàng Khang lại tiếp tục có màn quay xe khẳng định tất cả chỉ là trò đùa. Thời gian gần đây, câu chuyện sao kê từ thiện đã trở thành chủ đề thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng, đặc biệt trong số này chính là nữ CEO Đại Nam và cậu IT Nhâm Hoàng Khang. Đúng như lời hứa hẹn, tối 15 tháng 9, Nhâm Hoàng Khang đã đăng tải một bản sao kê ngân hàng trên trang cá nhân. Thế nhưng chỉ sau vài phút, anh chàng lại tiếp tục có màn quay xe 360 độ khi khẳng định tất cả chỉ là trò đùa. Sao kê này chỉ là trò hề thôi, chứ ai lấy được bên ngân hàng, các bạn hiểu chưa, cho các bạn cộng trừ thoải mái luôn. Từ đầu đến cuối đây chỉ là một trò hề thôi, mình muốn nhắn gửi đến các bạn đừng có đòi sao kê tùm lum của người ta, đừng có vô ngân hàng của người ta phá nữa, chỉ cần biết một chút tiền học là có thể làm được bản sao kê rất đẹp và hoành tráng. Ở đâu ra mà hách ngân hàng, tầm bậy tầm bạ không, Nhâm Hoàng Khang khẳng định. Không những thế, Nhâm Hoàng Khang còn dẫn một đường link với nội dung tự trải nghiệm sao kê tại. Nếu người dùng nhấn vào đường link này, mỗi lần sẽ ra một bản sao kê khác nhau. Trả đùa lần này của Nhâm Hoàng Khang khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, bởi vốn dĩ câu chuyện của anh chàng với CEO Đại Nam vẫn đang được nhiều người quan tâm, và ai ai cũng mong muốn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về diễn biến câu chuyện. gã đàn ông xâm hại bé gái 14 tuổi sống lang thang rồi cho 500.000 đồng. Ngày 16 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục tạm giữ hình sự Trần Hoàng Anh 39 tuổi, ngụ xã Phú Quế, do có hành vi xâm hại tình dục trẻ em, nạn nhân là cháu MTHA 14 tuổi. Trước đó cháu HA đã đến công an huyện Long Hồ trình báo vụ việc. Theo lời nạn nhân, cháu sống lang thang không có nơi ở ổn định. Khi đi lang thang, cháu HA thấy quán cà phê ở xã Hòa Phú, huyện Long Hồ không có ai trông coi nên tự ý vào ở. Khoảng 23 giờ ngày 13 tháng 9, Trần Hoàng Anh đến nhà người quen gần quán cà phê nói trên thì thấy cháu HA đang nằm trong quán. Lúc này Hoàng Anh tiến đến gần cháu HA làm quen và nói chuyện, đồng thời nảy sinh ý định xâm hại bé gái. Sau đó Trần Hoàng Anh đã có lời nói đe dọa để xâm hại tình dục nạn nhân. Sau khi thực hiện xong hành vi đổi bại, gã đàn ông cho cháu HA 500.000 đồng rồi rời đi. Nhận tin báo, Công an huyện Long Hồ tiến hành xác minh, điều tra. Tại cơ quan công an, Hoàng Anh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đắk Nông phạt công ty kinh doanh dược phẩm trái phép 154 triệu đồng. Ngày 15 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 154 triệu đồng và tạm đình chỉ hoạt động 6 tháng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Đức Pharma. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Đức Pharma có địa chỉ tại thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk Lấp, tỉnh Đắk Nông đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hành nghề dược hóa là dược phẩm khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, kinh doanh thực phẩm chức năng không có giấy đăng ký đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kinh doanh hoàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cùng với đó, công ty bị tịch thu 639 sản phẩm, mục tiêu hủy 326 sản phẩm và 3.469 sản phẩm. Trước đó vào ngày 24 tháng 8, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Đức Pharma đang vận chuyển 10 lọ dầu thảo dược xoa bóp trị liệu thần kinh xương khớp, 15 hộp Canxi Nano Plus New, 24 tuýp Artiso, 10 hộp băng gạc y tế loại 102 cái để bán cho khách hàng ngay sau đó, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng nghiệp vụ dược thuộc sở y tế Đắk Nông tiến hành kiểm tra hành chính tại kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Đức Pharma ở thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk Lấp do ông Nguyễn Đức Quỳnh làm giám đốc. Tại thời điểm kiểm tra và trong quá trình làm việc, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhân Đức Pharma chỉ cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm chức năng, vật tư y tế theo quy định lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tạm giữ toàn bộ tăng vật gồm 4.434 sản phẩm trên 100 mặt hàng. Sửa quyết định tự thăng quân hàm cho mình, thanh niên bị phạt 5 triệu đồng. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lạng Giang triệu tập Quản Văn Hoàng, sinh năm 1996, trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Trước đó vào hồi 12 giờ 40 ngày 6 tháng 9, Quản Văn Hoàng có đăng tải lên mạng xã hội Facebook tại tài khoản mang tên Quản Văn Hoàng hình ảnh quyết định về việc thăng vượt cấp bậc hàm và chức vụ cho công an chính quy đối với cá nhân mình. Hoàng khai hình ảnh quyết định này là do bản thân tự tải trên internet về máy điện thoại, sau đó chỉnh sửa tên ngày tháng năm và những thông tin khác để thể hiện quyết định đó là do giám đốc công an tỉnh Bắc Giang ký. Tiếp đó vào hồi 19 giờ 4 phút ngày 8 tháng 9, Hoàng đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân của mình hình ảnh thể hiện bản thân Quản Văn Hoàng là đội trưởng đội 3 Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bắc Giang, những hành vi của Hoàng vi phạm pháp luật. Đến thời điểm bị phát hiện, cơ quan công an chưa khai thác được thông tin gì có liên quan đến việc Hoàng giả danh công an để lừa đảo hay không. Tại buổi làm việc, Hoàng thừa nhận hành vi vi phạm của mình, thành thật hối lỗi và gỡ bỏ thông tin vi phạm. Bắt hai đối tượng giao bán xe máy trên mạng, lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Ngày 16 tháng 9, công an tỉnh Hải Dương cho biết, công an huyện Cẩm Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Đức Nguyên và Phạm Văn Tuấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cả hai đối tượng cùng sinh năm 2002 ở Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh. Nguyên và Tuấn bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi bị phát hiện sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để cùng nhau thực hiện việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Lê Anh Quốc, sinh năm 2005 ở Cẩm Giang, Hải Dương. Theo tài liệu điều tra, vào ngày 8 tháng 8, Quốc sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của nhóm mua bán xe máy cũ Hải Phòng, Hải Dương. Trên nhóm này, Quốc thấy tài khoản mang tên Nam Đào có đăng tải xe máy quay Honda bán. Quốc đã liên lạc với tài khoản Nam Đào để đặt mua xe với giá 5,5 triệu đồng, tiền vận chuyển 800.000 đồng. Nguyên đã cho cung cấp Quốc hai số điện thoại và một tài khoản ngân hàng để liên lạc và chuyển tiền đặt mua xe. Quốc đã chuyển tổng số tiền 6,3 triệu đồng vào tài khoản trên. Sau khi chuyển tiền xong, không thấy xe về như đã hẹn, gọi điện lại cho hai số máy trên đều tắt máy. Nghi ngờ bị lừa đảo, Quốc đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Đến ngày 8 tháng 9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Cẩm Giang đã điều tra, làm rõ Nguyên và Tuấn chính là hai đối tượng liên quan, trong đó Nguyên là đối tượng chủ mưu, Tuấn là đồng phạm đóng vai vận chuyển xe. Quá trình đấu tranh, hai đối tượng còn khai nhận, từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, cả hai đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự. Hiện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp với Công an huyện Cầm Giang điều tra mở rộng vụ án. Để mất hơn 49 mét khối gỗ, hai nhân viên bảo vệ rừng bị khởi tố. Ngày 16 tháng 9, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an huyện Ca Bang, Gia Lai vừa khởi tố hai bị can gồm Đinh Khánh sinh năm 1991, chú xã Đông huyện Ca Bang và Huỳnh Thanh Sĩ sinh năm 1992, chú xã Nghĩa An huyện Ca Bang về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cả hai người này là nhân viên quản lý bảo vệ rừng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Lơ Cu, huyện Ca Bang. Liên quan đến vụ việc trên, Công an huyện Ca Bang đã khởi tố 4 đối tượng phá rừng, gồm Nguyễn Văn Xuân, sinh năm 1995, Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1997, Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1990, Lê Quang Sáu, sinh năm 1995, cùng chú huyện Ca Bang về hành vi vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng. Bước đầu, cơ quan công an xác định, Khánh và Sĩ được giao nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng tại các tiểu khu 137 và 138 lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp lơ cù quản lý tuy nhiên khánh và sĩ để xảy ra mất rừng nhưng không kịp thời phát hiện báo cáo lãnh đạo đơn vị từ đây đầu tháng 1 năm 2021, lực lượng chức năng phát hiện hai tiểu khu 137 và 138 có 22 cây gỗ bị khai thác trái phép, tổng khối lượng thiệt hại hơn 49 mét khối. Italy sẽ bắt buộc sử dụng thẻ xanh COVID-19. Ngày 15 tháng 9, Bộ trưởng các vấn đề khu vực và tự trị Italy Maria Stella Gelmini cho biết, chúng ta sẽ đi xa hơn, thẻ xanh COVID-19 sẽ là bắt buộc, không chỉ đối với nhân viên công vụ mà còn cho người làm việc trong khối tư nhân. Thẻ xanh COVID-19 có thể được thể hiện dưới dạng chứng nhận bằng giấy hoặc điện tử. Thể này cung cấp thông tin chứng minh người sở hữu đã tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 hoặc có xét nghiệm âm tính với COVID-19 hoặc mới hồi phục sau khi mắc bệnh. Bộ trưởng Gemini khẳng định, vaccine COVID-19 là vũ khí duy nhất Italy có trước COVID-19 và nước này chỉ có thể kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh bằng cách tiêm chủng cho đại bộ phận người dân. Bảo Gemini cho biết, chính sách bắt buộc sử dụng thẻ xanh COVID-19 sẽ được quyết định trong cuộc họp nội các diễn ra trong ngày 16 tháng 9. Nhiều khả năng chính sách này sẽ được thông qua. Thẻ xanh COVID-19 ban đầu là ý tưởng được tạo ra nhằm đơn giản hóa các thủ tục di chuyển giữa các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU). Trước đó, Italy cùng một số nước đã yêu cầu người dân phải có thẻ xanh COVID-19 mới được phép sử dụng một số dịch vụ trong nhà như tập thể thao, bảo tàng, ăn tối trong nhà hàng. Nhiều quốc gia châu Âu hiện đã sử dụng thẻ xanh làm yêu cầu đối với người dân sử dụng một số dịch vụ hoặc di chuyển. Tuy nhiên, việc bắt buộc sử dụng loại giấy này với tất cả người lao động là điều chưa có tiền lệ. Israel và EU công nhận kết quả tiêm vaccine của nhau. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Tel Aviv, Israel và Liên minh châu Âu EU ngày 15 tháng 9 đã đạt được thỏa thuận về việc công nhận giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 của nhau, tạo điều kiện cho du khách tiếp cận chương trình thẻ xanh. Thông báo của Bộ Ngoại giao nước này cho hay, các thủ tục tiếp theo để triển khai thỏa thuận dự kiến sẽ được hoàn tất vào đầu tháng 10. Thỏa thuận này sẽ cho phép du khách và doanh nhân Israel đã tiêm vaccine tiếp cận chương trình thẻ xanh của EU, cũng như người châu Âu nhập cảnh vào Israel với điều kiện tương đương, trong đó có tiêm vaccine, xét nghiệm, cách ly. Trong thông báo, Ngoại trưởng Israel Jalapit hoan nghênh thỏa thuận này cho rằng đây là một bước tiến quan trọng làm nền tảng cho việc các chuyến bay và hoạt động du lịch trở lại tình trạng bình thường giữa Israel và EU. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Nijan Horowitz gọi đây là một bước tiến lớn nhằm giảm căng thẳng trong cộng đồng và cho phép cuộc sống diễn ra song song với dịch bệnh. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, thỏa thuận không vượt qua các yêu cầu nhập cảnh của các thành viên EU đơn lẻ, chẳng hạn như Bồ Đào Nha, quốc gia hiện đang cấm du khách Israel. Thỏa thuận này cũng cho phép Israel tiếp tục cấm công dân một số nước EU nếu muốn. Số lượng công dân Israel tới châu Âu đã giảm mạnh trong vài tuần gần đây, kể từ khi EU đưa Israel ra khỏi danh sách các nước an toàn về dịch tễ học. Bộ đầu nha và Thụy Điển đã đưa ra phản ứng bằng việc cấm người Israel nhập cảnh. Trong khi đó, tình hình lây nhiễm Covid-19 tại Israel vẫn đáng lo ngại với hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày. kể từ khi dịch bùng phát đến nay, Israel đã có hơn 1,2 triệu ca nhiễm, trong đó có 7.452 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân Covid-19 tại Israel hiện là hơn 82,2 nghìn người với 667 ca nặng. Indonesia tìm thấy hộp đen và thi thể phi hành đoàn máy bay rơi ở Papua. Ngày 15 tháng 9, lực lượng tìm kiếm cứu hộ và cứu nạn Indonesia đã tìm thấy thi thể của phi hành đoàn và hộp đen chiếc máy bay chở hàng rơi tại tỉnh Papua. Theo người đứng đầu lực lượng tìm kiếm cứu hộ và cứu nạn thành phố Timika, tỉnh Papua của Indonesia, ông Shell Randang, hộp đen máy bay hãng hàng không Rimbun Air -e bị rơi trên núi Wabu, huyện Intan Jaya, tỉnh Papua cùng với ba thi thể của tổ bay đã được sơ tán. Các nạn nhân là phi công chính, phi công phụ được tìm thấy trong tình trạng tử vong khi vẫn ngồi trên ghế máy bay, trong khi thi thể của kỹ thuật viên được tìm thấy ở vị trí gần với xác máy bay rơi. Ba nạn nhân đã được lực lượng chức năng đưa về quê an táng. Trước đó, máy bay Rimpune PKOTW đã bay từ thị trấn Nabi đến thị trấn Sugapa, huyện Intanjaya. Máy bay vận chuyển vật liệu xây dựng và thực phẩm thuộc tiểu đoàn bộ binh 521 DI đang làm nhiệm vụ ở Intan Jaya được thông báo là đã mất liên lạc ngày hôm qua. Cảnh sát trưởng huyện Intan Jaya, ông Sandy Sultan bác bỏ thông tin máy bay gặp nạn do tấn công khủng bố. Ông Sandy cho biết, máy bay gặp nạn do thời tiết xấu và trước khi gặp nạn, phi công đã kịp phát tín hiệu khẩn cấp. Với địa hình hiểm trở và bị chia cắt bởi nhiều đảo lớn nhỏ, thời tiết xấu, Indonesia là quốc gia có nhiều tai nạn máy bay nhất châu Á. Chính quyền Indonesia từng thu hồi giấy phép hoạt động của một số hãng hàng không ở nước này do không tuân thủ theo các tiêu chuẩn an toàn. Bản tin trên cũng đã kết thúc chương trình 24 giờ hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, quan tâm và theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, xin mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của kênh tin tức 24 giờ.